một thời sự quốc tế ngày 8 tháng 4. Máy bay không người lái Ukraine tiêu diệt 7 chiến đấu cơ của Nga trong cuộc tấn công ở sân bay Yes. Nga cáo buộc Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân Zabrytia. Ukraine bác bỏ. Đức chặn máy bay Nga trên biển Baltic. Iraq gửi 10 triệu lít nhiên liệu tới Gaza. Hàng ngàn người Israel biểu tình đòi con tin. Bà Yellen nói với Thủ tướng Lý Cường rằng Mỹ Trung cần đối thoại cứng rắn. Cựu tổng thống Trump tuyên bố quên được hơn 50 triệu USD trong một sự kiện. Biển Đông có phải là Sarajevo tiếp theo? Quý vị đang theo dõi mục Thời sự quốc tế ngày 8 tháng 4 của DKN và ngay sau đây sẽ là nội dung chính của bản tin. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, theo trang Pravda trích dẫn nguồn tin cho biết, máy bay không người lái của Ukraine đã làm hư hại 7 máy bay Nga trong cuộc tấn công ngày 5 tháng 4 vào căn cứ không quân ở Krasnodar Krai. Hoạt động này đã được lên kế hoạch bởi tình báo Ukraine. Nguồn tin cho biết, trong số các máy bay bị hư hỏng này, 4 chiếc là chiến đấu cơ đa chức năng Su-30SM, 2 chiếc là máy bay vận tải quân sự và một chiếc là máy bay đổ bộ BE-200 một trạm biến áp diesel tại sân bay cũng bị phá hủy. Bất chấp hệ thống phòng không của Nga, 5 máy bay không người lái của Ukraine đã chọc thủng hàng phòng thủ dày đặc và vượt qua các nỗ lực tác chiến điện tử. Cuộc tấn công nêu trên là một phần trong cuộc tấn công rộng hơn bằng máy bay không người lái của Ukraine vào ngày 5 tháng 4. Cũng vào ngày hôm đó, Ukraine còn nhắm vào các căn cứ không quân ở Morozov và Angren. Truyền thông Ukraine đưa tin hai chiếc Su-25 đã bị phá hủy ở Yak khiến bốn binh sĩ Nga thiệt mạng. Tại Angen, ba máy bay ném bom Tu-95MS bị hư hại nặng, bảy người thiệt mạng. Cơ quan an ninh và lực lượng phòng vệ Ukraine cũng đã phá hủy ít nhất 6 máy bay Nga tại sân bay Morozov vào đầu ngày 5 tháng 4. Moscow xác nhận hơn 50 máy bay không người lái đã tấn công lãnh thổ Nga nhưng không nêu tổn thất. Trong một động thái khác, ngày 7 tháng 4, tập đoàn điện hạt nhân của Nga Rosatom cáo buộc quân đội Ukraine tiến hành một loạt cuộc tấn công chưa từng có vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia hiện do Nga kiểm soát. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA đã xác nhận có ít nhất 3 vụ tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Tuyên bố của Rosatom cho biết cuộc tấn công đầu tiên vào nhà máy xảy ra ở khu vực gần căng tin, làm 3 nhân viên bị thương. Trong vòng nửa giờ, một máy bay không người lái đã tấn công khu vực chất hàng và một máy bay không người lái khác sau đó đã tấn công máy vòm của lò phản ứng thứ sáu. Tuy nhiên, phía Ukraine đã phản bác những cáo buộc của Nga. Ông Andriy Yusov, người phát ngôn của Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết, nước này không liên quan đến bất kỳ hành động khiêu khích vũ trang nào tại nhà máy điện hạt nhân Zabrytia. Ông Yusov nói thêm rằng, các cuộc tấn công mô phỏng của Liên bang Nga trên lãnh thổ nhà máy là hành vi thường xuyên của Moscow. Thưa quý vị, lực lượng không quân của thành viên NATO cho biết, các máy bay phản lực Eurofighter của Đức đã chặn một máy bay Nga bay qua biển Baltic. Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội, không quân Đức nói rằng các chiến đấu cơ của họ đã cất cánh từ thị trấn Liavada của Latvia ở phía đông nam thủ đô Riga vào ngày 7 tháng 4. Lực lượng này cho biết một máy bay tình báo IL-20 của Nga mà NATO gọi là cos A đang bay trên vùng Baltic mà không có bộ thu phát tín hiệu. Bộ tiếp sóng đã giúp cơ quan chức năng xác định và theo dõi máy bay Nga. Biển Baltic phần lớn được bao quanh bởi các nước NATO, nhưng vùng ngoại ô Kaliningrad của Nga cũng nằm quanh biển, kẹp giữa Ba Lan và Litva. Lãnh thổ này là nơi đóng quân của hạm đội hải quân biển Baltic của Nga và có một căn cứ hải quân quan trọng. Trước đó vào cuối tháng 1 năm 2024, lực lượng không quân Đức cho biết họ đã phát hiện một chiếc IL-20 của Nga bay mà không có bộ thu phát tín hiệu trong khu vực quốc tế ở phía nam biển Baltic. Vào thời điểm đó, không quân Đức cho biết một máy bay NATO theo sát máy bay Nga một thời gian ngắn trước khi nó quay trở lại phía đông. Quân đội Pháp sau đó cho biết vào cuối tháng 2 rằng các chiến đấu cơ Mirage 2005 của họ đã chặn một máy bay 220 của Nga ở ngoài khơi bờ biển Estonia. Vào đầu năm, NATO nói rằng lực lượng không quân của họ trên khắp châu Âu đã xuất kích hơn 300 lần để đánh chặn máy bay quân sự Nga, tiếp cận không phận của Liên minh trong năm qua. NATO cho biết hầu hết các vụ đánh chặn đều diễn ra trên biển Baltic. Cũng trong một thông tin khác, Thủ tướng Mohamed Sia Sudani cho biết hôm Chủ nhật ngày 7 tháng 4, Iraq đã đồng ý gửi 10 triệu lít nhiên liệu tới giải Gaza để hỗ trợ người dân Palestine. Ông Sia Sudani cho biết, trong một tuyên bố, Iraq cũng đồng ý tiếp nhận những người Palestine bị thương từ Gaza và điều trị cho họ tại các bệnh viện chính phủ và tư nhân. Việc thiếu nhiên liệu đã làm tê liệt các bệnh viện, hệ thống nước, tiệm bánh và hoạt động cứu trợ trên giải đất này. Chiến tranh Gaza bắt đầu khi Hamas, lực lượng kiểm soát Gaza khơi mào chiến tranh với Israel vào ngày 7 tháng 10. Theo thống kê của Israel, cuộc tấn công của Hamas đã giết chết 1.200 người, chủ yếu là dân thường và bắt giữ 253 con tin. Theo cơ quan y tế Palestine, kể từ ngày 7 tháng 10, ít nhất 33.175 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc tấn công quân sự của Israel vào Gaza, cùng 75.886 người khác bị thương. Kính thưa quý vị, ngày 7 tháng 4, hàng ngàn người đã biểu tình ở Jerusalem yêu cầu thả khoảng 130 con tin vẫn bị giam giữ ở Gaza sau 6 tháng, Hamas khơi mào chiến tranh. Theo một nhóm chuyên gia của Liên Hợp Quốc, các tay súng Hamas đã tấn công vào Israel hôm 7 tháng 10 năm 2023, giết chết 1.200 người, bắt giữ 253 con tin, bao gồm cả trẻ em, người già, dân thường và binh lính. Khoảng một nửa trong số họ đã được thả như một phần của thỏa thuận ngừng bắn, ngắn hạn vào cuối tháng 11 năm ngoái. Một cuộc đàn phán khác đã được nối lại ở Ai Cập vào ngày 7 tháng 4. Tuy nhiên, một số gia đình của con tin tỏ ra cảnh giác vì các vòng đàm phán trước đó không đi đến đâu và một số con tin đã chết trong khi bị giam cầm. Mika Nasson, 39 tuổi, người đi từ theo Aviv đến tham gia biểu tình bên ngoài Quốc hội Israel, cho biết Gia đình họ và mọi người ở đây đã chịu đủ rồi, mọi người cần hiểu điều đó và thế giới cũng cần đứng lên đưa họ trở lại. Trong vài tuần qua, các cuộc biểu tình chống lại chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã gia tăng. Một số nhà phê bình cáo buộc rằng nhà lãnh đạo Netanyahu đã trì hoãn việc đạt được một thỏa thuận. Nhưng Thủ tướng Israel phủ nhận điều này. Cũng trong ngày 7 tháng 4, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nói với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Bắc Kinh rằng mối quan hệ hai nước đã ổn định hơn nhưng vẫn cần có những cuộc đối thoại cứng rắn. Khi hai vị quan chức bắt đầu cuộc gặp kéo dài 80 phút ở Bắc Kinh, ông Lý Cường nói rằng Mỹ-Trung cần tôn trọng lẫn nhau và nên là đối tác chứ không phải là đối thủ. Thủ tướng Lý Cường cho biết, sự tiến bộ mang tính xây dựng đã đạt được trong chuyến đi của bà Yellen. Về phía Mỹ, Bộ trưởng Yellen cho biết, Washington và Bắc Kinh có nghĩa vụ quản lý mối quan hệ phức tạp một cách có trách nhiệm. Bà Yellen nói, Mặc dù chúng ta có nhiều việc phải làm, nhưng tôi tin rằng trong năm qua chúng ta đã đặt mối quan hệ song phương của mình lên một nền tảng ổn định hơn. Điều này không có nghĩa là bỏ qua những khác biệt của chúng ta hoặc tránh những cuộc đối thoại cứng rắn. Nó có nghĩa là chúng ta chỉ có thể đạt được tiến bộ nếu trao đổi trực tiếp và cởi mở với nhau. Bà Janet Yellen còn nêu lên mối lo ngại về dư thừa năng lực sản xuất của Trung Quốc. Khái niệm dư thừa năng lực sản xuất đề cập việc chính phủ hỗ trợ các ngành công nghiệp tăng sản lượng, song có nguy cơ làm tăng vọt lượng hàng xuất khẩu với giá thấp hơn thị trường toàn cầu, làm giảm giá trị sản phẩm của các đối thủ nước ngoài. Bà Yellen cho biết rằng, việc Trung Quốc sản xuất quá nhiều xe điện EV tấm pin mặt trời và các hàng hóa năng lượng sạch khác sẽ gây tổn hại cho các nhà sản xuất và việc làm ở Mỹ cũng như các nước khác. Vấn đề này là trọng tâm trong chuyến thăm thứ hai của bà Yellen tới Trung Quốc trong vòng chưa đầy một năm. Ngày 7 tháng 4, hãng thông tấn Trung Quốc Tân Hoa Xã dẫn lời ông Lý Cường nói rằng Mỹ nên kiềm chế biến các vấn đề kinh tế và thương mại thành các vấn đề chính trị hoặc an ninh, đồng thời xem vấn đề năng lực sản xuất từ góc độ định hướng thị trường và toàn cầu. Theo một trợ lý chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump, cựu tổng thống đã quyên góp được hơn 50 triệu USD trong một buổi gây quỹ vào tối thứ Bảy, ngày 6 tháng 4. Sự kiện gây quỹ lớn nhất từ đầu mùa bầu cử tới nay được cựu tổng thống Donald Trump tổ chức trong tiệc tối tại nhà tỷ phú John Paulson ở Palm Beach, tiểu bang Florida. Theo người trợ lý dấu tên, ông Trump đã phát biểu trong khoảng 45 phút trước 117 vị khách cựu Tổng thống đã đề cập tới nền kinh tế Mỹ và vấn đề biên giới phía Nam với Mexico. Cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng có mặt tại sự kiện. Trước đó, bà Melania hầu như vắng bóng trong chiến dịch tranh cử năm 2024 của chồng, nhưng bà đang bắt đầu tái xuất. Cuối tháng này, bà sẽ tổ chức một buổi gây quỹ cho Đảng Cộng Hòa. Dự kiến, ông Trump sẽ tổ chức một buổi gây quỹ khác vào tối thứ Tư ngày 10 tháng 4 tại Atlanta. Theo báo Politico, ông Trump đang cố gắng rút ngắn khoảng cách về số tiền huy động được so với Tổng thống Joe Biden. Theo số liệu mà chiến dịch tranh cử của ông Trump và Tổng thống Biden đưa ra, ông Biden kết thúc vào tháng 3 với 192 triệu USD trong tay, nhiều hơn gấp đôi so với ông Trump. Trong một thông tin khác, Mỹ, Nhật Bản, Úc và Philippines hôm Chủ nhật ngày 7 tháng 4 đã tập trận hải quân chung đầu tiên ở Biển Đông nhằm đẩy lùi hành động gây hấn và yêu sách lãnh thổ của Bắc Kinh trong khu vực. Một bài xã luận gần đây đang trên tờ Channel Daily thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc đã đưa ra sự tương đồng giữa căng thẳng hiện tại với Philippines về vùng biển tranh chấp và tiếng súng Sarajevo trước thế chiến thứ nhất. Quan điểm này được lặp lại bởi chuyên gia Trung Quốc Golden Chang người đã nói với Fox News cho biết có nhiều khả năng một cuộc chiến sẽ bắt đầu ở Philippines hơn là ở Đài Loan hay Nhật Bản. Theo một thông cáo chung cuộc tập trận của Mỹ và các đồng minh bao gồm huấn luyện tác chiến chống tàu ngầm được thiết kế để duy trì luật pháp và tự do hàng hải. Trung Quốc ngay lập tức đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự riêng trong khu vực để đáp trả. Cuộc tập trận diễn ra ngay trước cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos vào thứ tư tuần này, khi các đồng minh sẽ thảo luận về hợp tác hơn nữa ở Biển Đông với những tham vọng lớn hơn nữa ở phía trước. Liên minh AUKUS cũng đang ấp ủ ý tưởng mời Nhật Bản trở thành đối tác mới để chống lại sự quyết đoán của Trung Quốc. Nhật Bản sẽ tham gia vào trụ cột thứ hai của Liên minh, trong đó các thành viên cam kết cùng phát triển điện toán lượng tử, dưới đáy biển, siêu thanh, trí tuệ nhân tạo và công nghệ mạng. Tuy nhiên, trước khi Jacques ra đời, các chuyên gia cho rằng Nhật Bản phải tăng cường phòng thủ mạng và bảo vệ thông tin nhạy cảm tốt hơn. Kính thưa quý vị, mục tin thời sự quốc tế của DKN đến đây xin tạm dừng. Quý vị đừng quên bấm nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được những thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo